Đức Phật có chia ra cái phần công đức mà nó khác nhau giữa những người mà tu ở trong chánh pháp của Đức Phật. Thì cái thứ nhất là những người mà chúng ta tu ở trong chánh pháp của Đức Phật, mà vì chúng ta tu theo nhân thừa, thiên thừa, tức là thường thì chúng ta gọi là cầu phước báo nhân thiên, tức là phước báo nhân thiên ở đây ta gọi là phước báo hữu lậu. Thì tất cả những cái phước báo hữu lậu đó, thì đây ta gọi là cái phước báo mà có giới hạn. Cho nên phước báo có giới hạn thì nó sẽ hết. Tức là ta tạo lên được bao nhiêu công đức rồi đó, chúng ta hưởng hết cái công đức đó hay là hết cái phước đó rồi đó, Đức Phật nói là bị đọa. Cho nên sanh vào ở trong loài người mà chúng ta tạo được một phần cái công đức nào đó, rồi khi hưởng hết cái phước thì chúng ta bắt đầu đọa, gọi là khổ. Thí dụ như bây giờ tất cả các Phật tử chúng ta đó, mà do tu cái phước của đời trước, cho nên đời nay chúng ta sanh ra đó, ở trong một cái gia đình quyền thế, giàu có. Chúng ta đó, có một cái cơ thể khỏe mạnh và cái ngoại hình dễ coi, cũng có một cái đầu óc thông minh. Thì đây đó, Đức Phật gọi là cái phước báo đời trước do chúng ta tu được. Cho nên đời này sanh trở lại đó, thì chúng ta hơn những người khác. Còn những người đó mà sanh trên cuộc đời này đó, ở trong một cái gia đình nghèo đói, có một cái cơ thể đó, bệnh hoạn, có một cái ngoại hình đó, thì khó coi, và có một cái đầu óc không thông minh, thì cái này đến Đức Phật nó là do cái nghiệp đời trước của chúng ta. Do cái nghiệp đời trước của chúng ta tạo ác nghiệp, cho nên sanh trở lại đời này để chúng ta mất những cái phần mà phước báo của chúng ta đi. Nên có những cái người mà sanh trên cuộc đời này đó, họ cũng có một cái đầu óc thông minh, cái này cũng do cái phước báo đời trước, nhưng mà họ nó luôn luôn nghèo khó. Do cái đời trước của họ đó, họ cũng giàu có, nhưng mà vì đó họ tham lam, họ ích kỷ, họ cướp đoạt của người khác, cho nên bị cái quả báo sanh ra đời này đó, thì họ thường rơi vào trong cái tình trạng nghèo khó. Hay là cái trường hợp đó, có những cái người mà có cái ngoại hình khó coi và tật nguyền, thì cái này đó là cũng do cái nghiệp mà chúng ta tạo đời trước. Nghiệp ác chúng ta tạo đời trước, cho nên sanh trên cuộc đời này chúng ta vẫn có một cái quả báo như thế. Cái ngoại hình khó coi này nữa, thì Đức Phật nói là do từ ở trong ba đường ác mà sanh lại, tức là từ địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh, sanh trở lại loài người. Tuy là trả cái quả báo cũ kia rồi, nhưng mà tái sanh trở lại làm người nữa, thì thường rơi vào trong cái tình trạng một là nghèo đói, hai là bệnh hoạn, ba là ngu đần. Tức là những cái tướng này đó hiện ra cho chúng ta là do cái nghiệp đời trước của chúng ta. Thì bây giờ nếu mà chúng ta tu được cái phước thì đương nhiên là chúng ta hưởng thì phước nó hết. Người Việt chúng ta hay nói là có phước làm quan. Cho nên cái người mà do có một cái phước đời này sanh ra đó, thì họ gặp những cái may mắn rồi họ sẽ làm ông này làm bà kia. Nhưng mà một thời gian đó, mình hưởng hết cái phước mà mình không tạo nữa đó, thì đương nhiên cái vị trí này mình sẽ mất. Và nếu hay tạo ác nghiệp thêm đó, thì cái khi mình mất phước đó, mà mình không có được sống an toàn, mà mình bị chết đi ở trong một cái hoàn cảnh nào đó để rồi mình đọa. Cho nên sanh lên làm trời, Đức Phật nói là cũng có khi hết phước. Sanh lên cõi trời nữa, thì ở trên trời hưởng hết phước rồi nữa, cũng sẽ đọa xuống. Đọa xuống ở trong những con đường sanh tử kia.
Đó là cái trường hợp mà cái phước báo hữu lậu ở trong nhân gian á, là thường ở chừng đó. Nhưng mà bây giờ đến khi chúng ta tu á, cái phước báo vô lậu, tức là không mất ở trong đạo Phật, thì Đức Phật dạy chúng ta nữa, nó sẽ vĩnh viễn đi theo chúng ta nữa. Thì cái đây là cái phước báo vô lậu. Cái phước báo vô lậu đây là gì? Tức là cái thứ nhất á, là cái đạo đức của chúng ta. Cái đạo đức của chúng ta nữa, chúng ta tu cho được cái đạo đức á, thì cái này nữa, nó sẽ gắn liền với cuộc sống chúng ta từ kiếp này sang kiếp khác, mà nó không bao giờ mất. Thì bây giờ nó ở trong cái phước báo vô lậu này đó, là do chúng ta tu cái gì? Do tu tam thừa mà Đức Phật dạy đó, thì chúng ta mới có cái phước vô lậu này. Cho nên nếu mà chúng ta tu đó, theo cái thanh văn thừa đó, thì thường đó, là chúng ta cũng rèn luyện hai cái phần, tức là trí thức và đạo đức. Làm sao mà nâng cái trình độ trí thức của chúng ta lên, để cho chúng ta có một cái hiểu biết, chúng ta không phạm phải những cái sai lầm. Ta biết cái nào mà có thể giúp chúng ta đi lên và cái nào mà làm cho chúng ta đi xuống. Thì có trí tuệ rồi thì lúc bây giờ nữa, chúng ta sẽ không làm những cái chuyện sai để mà chúng ta bị đọa. Cho nên trí tuệ là chính. Khi có trí tuệ rồi nữa thì lúc bây giờ nữa, chúng ta mới tạo nên cái đạo đức. Tức là biết cái nào ấy mà cuộc đời chúng ta sẽ đi lên, thì chúng ta cứ làm như vậy đấy, thì chúng ta lên thôi. Cho nên cái đi lên đó là gì? Ở trong Kinh Hoa Nghiêm thì Đức Phật dạy chúng ta đó, đầu tiên là chúng ta phải có một cái niềm tin ở Đức Phật. Ta đã có cái niềm tin ở Đức Phật, cái niềm tin mà ở các bậc hiền thánh, và các niềm tin chúng ta đó ở cái chuyện mà làm đúng thì sẽ hưởng phước, còn làm sai đó thì chúng ta sẽ bị đọa. Mà chúng ta không có tin là làm những chuyện sai quấy mà rồi để chúng ta sẽ được phước, thì cái này đó là không bao giờ có. Cho nên bây giờ ví dụ như ta nói là giết người mà được phước, hay là giết súc vật mà được phước. Thế này một số các cái tà giáo đó, họ đã dạy chúng ta vậy đó. Cho nên như bây giờ giết người, bây giờ đó thời Trung Cổ nó có một số các cái tôn giáo đó mới nghĩ ra cái vấn đề thánh chiến. Tại nên ai theo tôn giáo mình thì mình tha, còn ai theo tôn giáo khác với mình thì mình giết hết. Mà giết như vậy nó sẽ lên thiên đường. Đức Phật nói chuyện này không có, tức là chuyện ác không có. Mà chính khi Đức Phật tới gặp vua Tần Bà Sa La, Đức Phật nói cái này: ông giết súc vật để mà ông cúng tế thần linh, ông mong cho được phước, cái chuyện này không có. Bây giờ nếu ông có một chút xíu trí tuệ, ông xét thử xem. Ông nói là Thượng Đế sanh ra người mà cũng sanh ra loài vật luôn, thì như vậy là Thượng Đế là cha của người và cha của vật. Mà bây giờ đó, người mà giết vật đem cúng cho Thượng Đế thì cái trường hợp này là chắc chắn Thượng Đế không chấp nhận nữa. Có trí tuệ ta nhận ra điều này. Tại vì ta coi loài súc vật là người anh em hạ đẳng người ta. Nhưng bây giờ ta giết em khờ của chúng ta để chúng ta lấy thịt mà chúng ta dâng lên cho cha chúng ta, thì cái chuyện này là không thể chấp nhận được. Cho nên vua Tần Bà Sa La mới đem thả hết bò dê, không giết nữa. Đó là cái trường hợp Đức Phật nói là có trí tuệ để chúng ta thấy được làm ác thì phải đọa, mà làm thiện thì sẽ được sanh ra công đức. Cho nên từ đó chúng ta bắt đầu chúng ta làm thiện. Làm thiện tức là gì? Đức Phật nói làm bất cứ một cái việc gì mà có lợi cho tất cả những người chung quanh chúng ta đó, đó là cái việc thiện nên làm. Còn ta làm bất cứ một việc gì nữa mà có hại cho những người chung quanh chúng ta là ác. Mọi người chung quanh chấp nhận được ta đó, đây là thiện. Mà mọi người chung quanh không chấp nhận thì chúng ta đừng làm, cái này là ác. Tức là cái thiện ác thế gian ở trên cuộc đời này đó, thì cái trường hợp này chúng ta nên thấy cái đó mà chúng ta làm. Cho nên đem phân biệt cái công đức lớn hay là nhỏ
nhiều hay là ít, lâu dài hay là nhất thời, là chỗ này. Vì vậy đó, mà lúc bây giờ thì chúng ta nghĩ tới tạo nên những cái công đức lâu dài. Thì ở đây Đức Phật nói là phải tu theo Bồ Tát Đạo đó, thì bây giờ công đức mới lâu dài. Bồ Tát Đạo là gì? Tức là một là bố thí, hai là trì giới, ba là nhẫn nhục, bốn là tinh tiến, năm là thiền định, sáu là trí tuệ. Tức là sáu cái pháp này ta gọi là sáu pháp ba la mật. Mà Đức Phật ngài nói ngài trải qua vô số kiếp tu hành sáu cái pháp này, cho nên bây giờ thành Phật đấy. Vì bây giờ tất cả những người nào đi theo Đức Phật tu hành thì nếu mà tu tập sáu cái pháp này thì trong tương lai chúng ta sẽ thành Phật. Nhưng mà cái chỗ đó, phân biệt công đức này thì Đức Phật lại nói, nếu người tu bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, năm pháp ba la mật này cho đến bao nhiêu? 80 muôn ức na do tha kiếp đi nữa. Cái này nữa là cũng không bằng cái người mà tin cái kinh pháp hoa này và giải được cái kinh pháp hoa này. Tức là một niệm tin và sanh ra một cái ý niệm mà tùy hỷ cho kinh đó, thì cái này là công đức lớn. Đây là cái điều quan trọng. Thành ra các điều nhớ là trừ trí tuệ ba la mật, tức là tu được năm pháp ba la mật kia rồi, nhưng mà trừ cái trí tuệ ba la mật ra đó, thì cái trường hợp không có trí tuệ đó, thì dầu có trải qua bao nhiêu kiếp làm đạo đi nữa đó, thì coi chừng một phút sai lầm nào đó thì chúng ta sẽ trần mất trắng. Đây là trên bước đường tu đó. Cho nên trí tuệ là cái điều mà quan trọng nhất ở trong pháp Phật. Nên trên bước đường tu đó thì thầy thường hay nói đó, tất cả có thể bỏ cho thiên hạ hết, nhưng mà trừ trí tuệ là không bao giờ. Thành ra không bao giờ nhường cái chuyện này được hết. Thành ra học không nhường, tu không nhường này. Tức là bao giờ mình nghĩ là phải học cho hơn người. Hay cái nào ta chưa biết là ta phải cố học. Đó là ở trên cái bước đường tu. Tại chỗ này Đức Phật nói là trừ trí tuệ. Nếu không có trí tuệ thì dầu có tu bao nhiêu pháp đi nữa đó, thì coi chừng mất trắng. Một phút sai lầm thì coi như là mất hoàn toàn. Cái phước chúng ta tạo được là gì? Giống như là người ta nói là đốn củi, phải không? Đốn củi 3 năm nhưng mà chỉ một đốm lửa thôi thì nó không thiêu cháy hết nữa. Thì bây giờ đến Đức Phật nói là mình tu bao nhiêu kiếp đi nữa, tu bao nhiêu kiếp, chứa được bao nhiêu công đức đi, nhưng mà một lần nỗi nóng khởi lên á, gọi là sân tâm, nỗi nóng khởi lên thì tất cả công đức này mất hết. Ví dụ như bây giờ đó, thầy tu suốt từ nhỏ tới bây giờ đó là trên 60 năm rồi, làm hòa thượng rồi. Nhưng mà bây giờ đó, bất chợt một hồi nào đó mà cái nghiệp thầy có còn nó nổi nóng lên, phát chửi người ta hay đánh người ta, thì bây giờ cái tư cách này đâu còn nữa. Cái công đức tu của mình cái này coi như mất hết, mất trắng. Cho nên nổi nóng lên một cái Đức Phật nó mất hết. Hay là khởi lên một ý niệm tham lam thì cũng coi chừng mất hết. Tại vì thường hai cái việc tham lam và nổi nóng, hai cái này nó làm cho chúng ta mất khung. Thành ra chúng ta không thấy được. Còn bây giờ nếu mà ta giữ được cái trí tuệ, giữ được cái trí tuệ của ta, chúng ta mới thấy được cái này nên làm hay không nên làm. Cho nên thậm chí cái này nó đáng nhịn mà chúng ta không nhịn được thì ta thua rồi. Mà cái này đáng làm nhưng mà ta sợ ta không dám làm thì cái này làm sao mà sanh ra công đức được. Đó là cái việc quan trọng nhất ở trên bước đường tu của ta. Cho nên chỗ này nữa, Đức Phật nó trừ trí tuệ. Nhưng mà bây giờ nó, nếu mà chúng ta nó chưa có trí tuệ thì sao? Tức là phải nương vào những vị Bồ Tát có trí tuệ để chúng ta làm theo. Tức là ta nhìn thấy các bậc thiện tri thức mà họ tu đúng, họ làm đúng, thì bây giờ để chúng ta hợp tác, ta làm.
Cho nên ta không biết, nhưng mà ta hợp tác với những người biết thì cũng có thể làm nên sự nghiệp được. Cho nên lúc bây giờ Thầy nói thí dụ như ta không biết cách làm ăn, nhưng mà ta đầu tư vô cho một cái người biết làm ăn nữa, thì cái trường hợp này chúng ta có thể giàu được. Nhưng mà ta không biết, lúc bây giờ đó ta đem tiền của ta giao cho một cái người nào đó, họ không biết làm ăn, thì cái tiền của chúng ta có thể bị mất trắng. Thành ra có nhiều người mà trước đây đó, Thầy gặp đó, Thầy thấy họ cũng khá, có nhà cửa, làm ăn được. Nhưng mà sau này nữa gặp lại Thầy thấy họ sống một đời sống quá khổ cực. Thầy hỏi tại sao trước đây anh khá như vậy mà bây giờ anh ra nông nỗi này? Thì đây họ mới kể cho Thầy nghe vì lý do này, lý do này. Tại vì trường hợp này ta thấy rất rõ, mình không có trí tuệ, nhưng lúc bây giờ để mình gặp một cái người lừa đảo, phải không? Thành họ nói mình cái mình nghe liền. Thành ra bán nhà giao cho họ để họ làm giàu, nhưng mà giàu không thấy, nhà mất luôn. Đây là cái trường hợp. Còn lúc bây giờ nếu mà có trí tuệ nhìn thấy hay là suy nghĩ một chút, người ta biết liền. Đây là cái câu chuyện mà Thầy nghĩ, Thầy nhớ hồi 30 năm về trước. Ta nên có một cái anh mà tới thưa với Thầy, nó bây giờ nó con có một cái kiện hàng, mà bây giờ nó con chỉ cần có 100 ngàn nữa để con lãnh cái này ra thôi, thì con sẽ đem con cúng cho Thầy. Thầy nói các hữu nghe như vậy, nghe phải quá chứ phải không? Thầy mới nói là Thầy không có tiền. Anh ta mới nói nếu hai Thầy không có tiền thì Thầy coi Phật tử nào có tiền nữa Thầy mượn đi. Con lãnh ra cái đem về cúng lại cho Thầy nữa, thì cái này Thầy bán được cả triệu bạc phải không? Mà mấy chục năm trước tiền này lớn lắm. Thành ra Thầy cũng nói là tôi không dám mượn. Tại sao? Thầy nghĩ nếu mà Thầy mượn tiền một Phật tử nào tin ở Thầy là người sáng suốt, đưa Thầy mượn đó, rồi lúc bây giờ anh này không lãnh hàng ra được, Thầy lại đâu có đâu trả anh này. Nhưng mà Thầy nhìn kỹ lên cái con người này, phải không? Thầy nhìn thấu vào ở trong tâm của anh ta, Thầy nhận ra ngay anh này là lừa đảo. Anh này là một người lừa đảo chứ không phải người thật. Đó là cái điều quan trọng. Nhưng mà anh tới một người khác, tới một người khác đó, thì khi mà nghe nói như vậy đó, mừng quá phải không? Thôi đi mượn người này, mượn người kia, mượn người nọ, đưa. Đưa rồi anh đi luôn, anh không trở lại nữa. Các đều okay. Cho nên lòng tham chúng ta nổi lên thì coi chừng mất khôn. Đấy, ta mất khôn đó, thì chúng ta sẽ bị đi vào trong con đường tội lỗi. Đó là ở trên cái bước đường tu hành. Cho nên đây Đức Phật nói là trừ trí tuệ ba la mật. Cho nên trên cái bước đường tu chúng ta đó, cái điều quan trọng nhất là gì? Chúng ta phải làm sao mà chúng ta có trí tuệ, phải bình tĩnh, phải sáng suốt, nhìn người, nhìn bề ngoài, rồi đó nhìn vào trong trong tâm của họ, nhìn thấy được cái tâm của họ, thấy được cái nghiệp của họ. Khi mà ta thấy được như vậy thì ta không mắc lầm. Còn nếu mà ta chưa thấy được thì lúc bây giờ Đức Phật khuyên chúng ta nên nương vào các cái bậc thiện tri thức để chúng ta cùng làm. Nói rõ hơn là những người có thể làm được việc thì chúng ta nương vào đó, ta cùng làm nữa, thì cái trường hợp này chắc chắn là chúng ta khỏi bị đọa. Đó là cái điều thứ nhất. Cho nên trong cái phân biệt công đức này thì Đức Phật nói là chỉ có một niệm tính giải thôi. Một niệm tính giải. Thành ra trong Phật Pháp chúng ta
là tính đi với giải, chứ không phải tin không. Cho nên nếu mà tin không mà không lý giải được thì cái này ta dễ bị mê tín. Thì đương nhiên là chúng ta chắc chắn là sẽ thất bại thôi. Cho nên tín nhưng mà giải. Mà chỗ tín giải này là gì? Tức là tin được thọ mạng của Đức Phật và giải được cái ý nghĩa thọ mạng này. Tức là có được niệm tâm đó thì cái trường hợp công đức này vô lượng vô biên. So với công đức khác thì cái trường hợp này trăm ngàn phần không được một. Thì cái chỗ tin và giải cái thọ lượng Như Lai này là gì? Cho nên thứ nhất là chúng ta tin được cái thọ mạng của Đức Như Lai nữa, thì cái này nó vô số kiếp. Nó vô số kiếp. Cái chỗ ta tin này. Nhưng bây giờ ta giải được cái này không? Cho nên tin rồi nhưng mà giải. Thì bây giờ đó, cái thứ nhất là ta giải bằng cách nào đây? Theo Kinh Pháp Hoa đó, thì lúc bây giờ đó, Đức Phật nói là trời, người và Atula đó, tức là trong loài người chúng ta thôi, trong lục đạo đó, thì thấy Đức Phật Thích Ca xuất thân từ cung dòng họ Thích, rồi đến cõi Bồ Đề mà thành vô thượng chánh đẳng chánh giác, gọi đó là Phật. Thì chúng ta thấy đó là thấy Đức Phật. Thì cái này là gì? Ta này này mới cái thứ nhất là ta thấy con người thành Phật, phải không? Con người thành Phật. Nhưng mà ta nghĩ ngay rằng con người thành Phật thì cái này chắc chắn là không đúng rồi. Nên Thầy nói nếu con người thành Phật thì từ Đức Phật Thích Ca vào Niết Bàn cho tới bây giờ nữa, sao không thấy ai thành Phật nữa? Cho nên có một mình Đức Thích Ca thành Phật thôi, không ai thành nữa sao? Cho nên này là chúng ta suy nghĩ sâu xa hơn chút nữa, chúng ta thấy. Thì như vậy đó, chúng ta mới bắt đầu tìm hiểu con người từ đâu tới và sau khi chết đi về đâu. Đây là cái việc quan trọng nhất mà người ta thấy. Bắt đầu tìm chỗ này chứ, để giải. Đức Phật Thích Ca từ đâu tới, còn chúng ta từ đâu tới, phải không? Người ta biết rõ cái này. Con người này từ đâu tới đây và chúng ta từ đâu tới đây. Sanh trên cuộc đời, tức là trước khi sanh trên cuộc đời ta là cái gì và ở đâu. Cho nên quý vị thấy Đức Phật khi mà sanh trên cuộc đời đó, ông Tiên A Tư Đà sống tới 120 tuổi rồi mà ông nhìn thấy Thái tử là ông khóc liền. Tại sao ông khóc? Ông nói đây là Phật ra đời, đây là Phật ra đời đây. Nhưng bây giờ đó, ông đã 120 tuổi rồi thì ông còn sống được bao lâu nữa? Nhưng mà Phật ra đời đâu phải thành Phật, tức là lớn lên rồi nó phải đi tu rồi mới thành Phật được. Mà tới chừng thành Phật đó thì ông chết mất rồi, phải không? Đấy. Cho nên như vậy đó, thì Ngài Thiên Thai mới nói rằng khi mà Đức Phật ra đời đó, thì ta còn trầm luân ở cái thế giới nào đó. Rồi bây giờ đó, ta trở lại làm người đó, thì Đức Phật đã vào Niết Bàn rồi. Đó. Đây là tự than cho mình chứ. Tức là đi vào Niết Phật, vào Niết Bàn rồi. Thì như vậy đó, là đây ta mới hiểu thêm cái đó là Phật ra đời. Tại là Phật từ đâu tới đây, phải không? Đấy. Rồi bây giờ đó, chúng ta nghĩ trở lại cái thân phận chúng ta này, từ đâu tới đây. Thành ra tất cả các đạo hữu tự nghiệm mình xem. Coi như mình từ đâu sanh lại làm người. Cho nên nếu là con người tái sanh làm người nữa thì cái nhân cách ta có. Nhưng mà chư thiên tái sanh lại làm người nữa thì cái phong độ của chư thiên có. Nên thường ta nói là cái tiên phong đạo cốt. Tức là tiên mà giáng phàm nữa thì họ có một cái cốt cách của tiên. Một đạo sĩ tái sanh trở lại, một người tu tái sanh lại nữa thì nó cũng có cái cốt cách của người tu. Cho nên ta nhìn kỹ rồi ta thấy. Cho nên có những cái người chưa đi tu nhưng mà ta thấy có cái tướng người tu rồi.
có cái tướng người tu, có một cái tâm người tu, có một cái thái độ của người tu, ta thấy. Ta nói hai con người cùng thời, Đức Phật Thích Ca khi làm thái tử thì có một cái lòng thương người vô cùng. Đề Bà Đạt Đa là người anh em, chú bác, nhưng mà có một cái lòng ác và ganh tị nữa, cũng không thể ai bằng được. Đây chúng ta thấy đó. Thế nên hai con người nhưng mà hoàn toàn khác nhau, thì từ đâu sanh lại đây? Đấy. Cho nên ta nói Đức Phật từ Phật sanh lại, Đề Bà Đạt Đa là từ ác ma sanh lại. Cho nên ác ma sanh lại, cho nên cái tánh ác bên trong nó có. Phật sanh lại, cho nên cái tánh từ bi bên trong có. Còn người sanh lại là cái tánh người chúng ta có nhé. Cho nên chúng ta có một cái luân thường đạo lý, chúng ta biết sống. Đấy. Còn có những người đó, họ ở ba đường ác mới sanh lên, phải không? Thì cái này khác rồi. Đấy. Ở địa ngục mới sanh ra, ngạ quỷ mới sanh ra, hay là súc sanh tái sanh lại nữa, thì này chúng ta thấy. Cho nên có những người mà họ sống một đời sống, họ cái thái độ, cái cử chỉ, ta thấy, ta biết cái người này nó từ ở trong trong thế giới ác sanh lại, thế giới thiện sanh lại. Cho nên bắt đầu chúng ta quan sát để chúng ta nhìn thì chúng ta nhận ra được này. Thành ra ta từ đâu tới đây, rồi từ đó chúng ta mới bắt đầu đi lên. Cho nên nhìn kỹ vào ở trong cuộc đời, trong xã hội nữa, ta thấy ai là hiền thánh sanh lại, ai là Bồ Tát cứu đời sanh lại, ai là ma quỷ sanh lại đây. Rồi từ chỗ đó nữa, chúng ta mới kết bạn với hiền thánh. Cho nên Đức Phật dạy, nếu không phải thánh thì ta không thờ, nếu không phải là hiền thì ta không làm bạn. Trên bước đường tu đó là Đức Phật căn dặn đệ tử là như thế. Cho nên đệ tử Đức Phật không phải ai nói cái gì ta không tin đâu. Cho nên ta có suy nghĩ ta coi. Nếu là thánh thì ta thờ, nếu là hiền thì ta làm bạn. Còn nếu họ tới với ta mà học bài chuyện này bài chuyện kia đó thì thôi, ta tránh đi, phải không? Đây là trên bước đường tu của chúng ta là như thế đó. Cho nên ta bắt đầu chúng ta nhìn, nhìn như vậy đó thì sao? Ta mới phát hiện ra sanh thân. Sanh thân tức là thân người. Thì bây giờ chúng ta mới đi tới kết luận thứ nhất là thân người thì ai cũng như ai, phải không? Tức là mang cái thân người này là ai cũng như ai. Đây gọi là thân tứ đại ngũ uẩn, cái này ai cũng như ai. Xác thịt thì cái nào cũng giống cái nào hết. Nhưng mà còn kiểm tra cái phần bên trong đó, bây giờ chúng ta bắt đầu nhìn. Tức là kiểm tra cái bên trong đó là quan trọng hơn. Xác thịt thì ai cũng giống ai hết. Đức Phật nói là đất, nước, gió, lửa hợp lại mà thành thân yêu thân này. Nhưng mà đi vào bên trong đó, cái ngũ uẩn thì khác nhau. Ngũ uẩn là sắc, thọ, tưởng, hành và thức này khác nhau. Ta chúng ta coi. Ta nói cái sắc này đó là do kết hợp. Tức là vật chất là do tất cả các cái chất mà hợp lại để thành cái thân này. Nhưng mà cái khi kết hợp thành nên cái thân này đó thì nó khác nhau. Nó khác nhau cái gì? Nó khác nhau ta thấy đầu tiên chúng ta thấy cái não bộ khác nhau, cái hệ thần kinh khác nhau nữa. Cho nên não bộ khác nhau, hệ thần kinh khác nhau, cái này là căn bản nhất. Cho nên từ chỗ đó mà ta thấy có người thông minh và có người đần độn. Cái hệ thần kinh khác đấy, não bộ khác. Cho nên từ chỗ này để chúng ta nói rằng có những người không học mà biết, ta gọi đó là thánh. Những người có học mới biết ấy, chúng ta gọi là hiền. Và những người có học cũng không biết nữa thì ta gọi là ngu, phải không? Đây, cái não bộ khác nhau và thần kinh khác nhau nữa. Đấy. Ta nhìn ta thấy cũng con người, nhưng mà cái cấu tạo vật chất ấy, nó khác nhau. Cho nên cái hệ thần kinh của Đức Phật nó khác với hệ thần kinh của ta. Cho nên cái chỗ này nữa, Kinh Pháp Hoa gọi là cấu trúc cơ thể và yếu tố bồ đề. Ta đã sanh trên cuộc đời này nữa, nhưng mà khác nhau đó là cũng là vật chất, nhưng mà cấu tạo nên vật chất đó, khác. Mỗi người khác nhau hết.
Rồi cái yếu tố bồ đề, tức là cái chỉ số thông minh đó, mỗi người khác nhau hết. Thế nên chỉ số thông minh của Phật, chỉ số thông minh của Bồ Tát và chỉ số thông minh của A-la-hán và chỉ số thông minh của con người khác nhau chứ. Cho nên người thì ai cũng như ai, nhưng mà cái chỉ số thông minh này khác nhau này. Đó, ta thấy cái này biết trước. Cái cấu trúc cơ thể này khác nhau đây, cho nên nó có người khỏe mạnh mà có người đau yếu. Nó do cấu trúc cơ thể. Cho nên cấu trúc cơ thể khỏe mạnh thì thế nào, mà cấu trúc cơ thể đau yếu thì thế nào đấy. Cho nên cái cấu trúc cơ thể mà đau yếu thì quý vị thấy ta gọi đây là gì? Di truyền, phải không? Cho nên cái di truyền tức là ông cha tổ tiên chúng ta đó, huyết thống chúng ta này, nó có cái này. Cho nên kế thừa cái di truyền này cho nên ta có cái thân này. Đây chúng ta thấy rõ cái cấu trúc của chúng ta là như vậy. Nhưng mà thứ hai đó là gì? Cái cấu trúc cơ thể này đó là do chúng ta tạo nó và chúng ta chuyển biến nó, chuyển hóa nó. Đấy. Cho nên như này ta gọi là tu. Bây giờ xác định lại mình rồi, phải không? Nên xác định lại con người mình đó, cái cấu trúc cơ thể di truyền dòng họ là như thế này nè. Nhưng bây giờ mình theo Phật rồi, mình tu, tức là mình điều chỉnh lần. Điều chỉnh bằng cách nào đây? Tại là nếu mà cái di truyền của mình á, thường á, ta gọi là nếu mà có cái gen ung thư, phải không? Ở trong nhà mình á, cha mình, mẹ mình, ông bà mình, người thân của mình á, họ có cái bệnh này. Cho nên chúng ta coi lại coi, nếu hay có những cái đó thì cái cấu trúc cơ thể chúng ta nó coi chừng nó có cái gen này. Đấy, ta thấy. Thì từ cái chỗ này sao? Chúng ta điều chỉnh, phải không? Cho nên chúng ta điều chỉnh bằng cách nào đây? Ngày nay đó chúng ta rất là dễ, tức là quý vị thường hay đi kiểm tra thường xuyên, phải không? Chúng ta đi kiểm tra chứ. Ta nên đi kiểm tra để chúng ta phát hiện sớm, để chúng ta có thể chữa được. Đấy. Nên ta nói bệnh ung thư nhưng mà phát hiện sớm ở giai đoạn 1 á, thì có thể chữa được. Giai đoạn 2 cũng có thể chữa được. Thậm chí tới giai đoạn 3 thì có cách để kéo dài ra. Ta nên kéo dài nó ra bằng cách là sử dụng thuốc. Kéo dài nó ra bằng cách là chế độ ăn uống. Kéo dài nó ra đó bằng cách hóa trị, xạ trị, phải không? Thế nó có cách chứ. Thì trên bước đường tu đây mày, tức là bắt đầu cải tạo cái thân vật chất này. Thế nên trên bước đường tu chúng ta đó, cải tạo cái thân vật chất này từ xấu mà lần lần tốt lên. Nếu mà chúng ta không có trí tuệ, không biết thì chúng ta từ một cái thân vật chất khỏe mạnh này đó mà làm chúng ta ốm yếu bệnh hoạn lần. Thế nên có những người sanh ra họ rất khỏe, rất tốt, nhưng mà vì không biết bảo vệ cái sức khỏe của mình cho nên một thời gian sau hư. Còn cái người nó sanh ra nó họ có một cái sức khỏe không tốt nhưng mà biết bảo vệ, biết tu, thì cái trường hợp này nó lần hồi chúng ta khỏe, ta mạnh ra nhé. Cho nên thầy hồi nhỏ, tức là bị cái bệnh ta gọi là tim bẩm sanh, phải không? Bây giờ thì mổ được rồi, nhưng mà ngày xưa 50 năm về trước thì không mổ được, chưa ai mổ tim bao giờ hết. Cho nên bệnh này thì chỉ chấp nhận và chờ chết thôi. Nhưng mà khi thầy nghĩ mình có một cái bệnh bẩm sinh như vậy, bất cứ mình chết trong lúc nào, cho nên từ cái chỗ đó mà nghĩ tới vấn đề tu hành, nghĩ tới vấn đề tu hành và nghĩ tới cái điều chỉnh. Mà lần thì lúc bây giờ nữa, cái trái tim nó trở thành bình thường. Thế nên không mổ nhưng mà vẫn bình thường. Đây là do cái vấn đề, cái chế độ ăn uống, cái chế độ tập luyện, chế độ tu hành có thể thay đổi. Thế nên có thể thay đổi. Cho nên hồi còn trẻ, hồi còn trẻ đó, tức là mười mấy tuổi nữa, thì thầy đã có cái bệnh di truyền là thấp khớp rồi. Thế nên thấp khớp. Sang Nhật học á, thế nên nhiều khi tối ngủ sáng thức dậy bước xuống nó quỵ xuống không đứng gì được, hai cái đầu gối nó đau nhức.
Cho nên sanh ra đã có những cái bệnh như thế. Rồi lại có một cái bệnh di truyền nữa, bệnh suyễn nữa. Cho nên bị suyễn từ hồi nhỏ, từ hồi 6 tuổi đã bị rồi. Đây là tất cả những cái bệnh này có sẵn hết đó. Nhưng mà tu một khoảng thời gian rồi, những cái bệnh này nó tự động biến mất hết. Ta nên không chữa trị, nhưng mà cái bệnh thấp khớp này cũng không còn, cái bệnh tim bẩm sanh này nó cũng tự biến mất. Cái hồi mười mấy tuổi đó là chỉ ngồi đó thở thôi. Nhưng mà cái điều kỳ diệu đó là tuổi thầy càng lớn lên thì cái trường hợp này thầy cảm giác như là sức khỏe mình tốt hơn và làm việc nhiều hơn. Đây là cái trường hợp. Cho nên cái này thầy đã tu là cải tạo trở lại. Đầu tiên là cải tạo cái thân vật chất này trước, tức là thay đổi cái cấu trúc của nó. Thay đổi cái cấu trúc của nó bằng cách gì? Tức là theo lời Đức Phật dạy nữa, tức là không ăn quá nhiều, không ăn quá ít, và không ăn những cái thức ăn mà không thích hợp với cơ thể mình, để giữ cho mình cái sức khỏe tốt. Lần lần cái cơ thể mình nó được thanh lọc trở lại, tất cả những cái độc tố nó không còn lưu lại trong người, cho nên nó không sanh ra các cái bệnh tật. Đây là ở trên cái bước đường tu. Cho nên cấu trúc cơ thể là do di truyền, cấu trúc cơ thể là do chúng ta bổ sung hàng ngày vô, phải không? Tức là do chế độ ăn uống. Do chế độ ăn uống của chúng ta, ngủ nghỉ chúng ta mà bệnh sanh ra. Do cái di truyền của tổ tiên ông bà chúng ta mà sanh ra. Cho nên di truyền có, nhưng mà chế độ ăn uống tu hành có thay đổi thì cái này cũng thay đổi theo. Đó là trên cái bước đường tu của chúng ta đó, là cải tạo cái vật chất này. Đó là mới cái ý nhất thôi. Nhưng mà còn ở trong đó gì? Thọ, tưởng, hành và thức. Bốn cái phần này đó, nó thuộc về phần tâm. Cho nên trên cái bước đường tu của chúng ta đó, đi vào tu đó, chúng ta bắt đầu đó tìm hiểu nó để điều chỉnh nó. Cái cảm thọ này rất là quan trọng. Cái thọ tức là do một cái tiếp xúc, phải không? Ta nên do một cái tiếp xúc hàng ngày chúng ta mà sanh nó ra cái này. Cho nên cái khi mà tiếp xúc hàng ngày đó, nó mới sanh ra một cái tưởng của chúng ta. Cho nên kinh nghiệm tu đó thầy thấy, nếu ban ngày mình thấy cái gì đó thì thường tối mình ngủ mình hay thấy. Cái này đã do từ một cái thấy ban ngày kia đem vô mà tự nhiên lưu lại trong tiềm thức chúng ta, cho nên giữ lại trong tâm. Cho nên nếu mà trong đời sống chúng ta đó, mà chúng ta tiếp xúc với cái chuyện xấu, chuyện ác nhiều quá đó, thì cái trường hợp này đem vào trong tâm chúng ta. Cái cảm thọ này của chúng ta đó, đưa vào trong tâm. Vì vậy đó mà những cái người làm ác đó, quý vị thấy, họ luôn luôn bất an. Ta luôn luôn bất an thôi. Tại vì mỗi ngày đem những cái xấu, cái ác vào trong lòng chúng ta. Cho nên lúc bây giờ không quá giải, không quá giải được cái xấu ác này, nó lưu lại trong tiềm thức của chúng ta nữa, thì thường nó hay tác động. Cho nên những cái này nữa, từ cái cảm thọ mà sanh ra thức, tức là cái thức, cái hiểu biết của chúng ta, cái tiềm thức chúng ta có lưu trữ nó. Cho nên từ cái chỗ đó đó, mà trên bước đường tu của thầy đó, thầy cố tránh đi tất cả những cảm thọ không tốt. Cái tiếp xúc mà không tốt này đó là tránh đi. Tức là những cái gì mà chúng ta nghe chướng tai chúng ta, ta nhìn ta thấy ta khó chịu, thì cái này chúng ta loại trừ. Ta nên cố loại trừ những cái thấy và nghe mà tác động vào tâm chúng ta không tốt. Đây là trên bước đường tu. Cho nên làm chúng ta bất an, phải không? Cho nên hạn chế cái này. Vì vậy đó mà ở trong cái pháp tu đó, nó có một cái gọi là bế quan. Cho nên bế quan, bế quan nữa có nghĩa là họ nhắm mắt lại, họ nhét lỗ tai lại và đậy miệng lại.
Hay là cái trường hợp đó, họ ở trong cái thiền thất đó, ông đó có một mình thôi, mỗi ngày đó là người nhà đem tới cho một vách cơm thôi, ăn rất khiêm tốn, mà ở trong đó không tiếp xúc với bất cứ cái gì bên ngoài hết. Cái này ta gọi là bế quan đó. Tại vì nếu hãy có tiếp xúc đó, thì chúng ta có biết và có sanh buồn, có sanh vui, có sanh khổ. Thấy một cái cảnh thương tâm xảy ra, nó làm chúng ta bức rứt ở trong lòng. Đây là trên bước đường tu, cho nên cải tạo cái điều này nó điều quan trọng. Vì vậy đó mà trên bước đường tu của thầy đó, đầu tiên là thầy luôn luôn để một cái tượng Phật ngay trước mặt của mình. Ta nói trong phòng học, trước bàn cũng để tượng Phật, bất cứ chỗ nào cũng để tượng Phật, hình Phật, cho nên nhìn đâu cũng thấy Phật hết. Đây là trên bước đường tu của ta, tức là nhìn đâu cũng thấy Phật hết, cho nên lúc bây giờ đem Phật vào để trong lòng chúng ta đó. Để trong lòng chúng ta lâu ngày rồi đó, cứ hãy nhắm mắt lại chúng ta thấy Phật. Nhìn trời cũng thấy Phật, nhìn cây, nhìn đá cũng quá là Phật luôn, phải không? Đây là cái trường hợp đó. Cho nên nhờ chúng ta nhìn Phật nhiều mà đem Phật để trong lòng, cho nên trong lòng chúng ta nghĩ tới Phật, thầy thấy cái này hiệu quả cao. Tại trong lòng chúng ta nghĩ tới Phật mà không nghĩ cái gì khác đó, thì mọi người chung quanh họ nhìn thấy ta, họ cũng nghĩ tới Phật. Họ nghĩ tới Phật, họ nghĩ tới ta là người tu. Cho nên lúc bây giờ đó, họ có một cái ý tưởng tốt đối với ta nữa. Đây là trên cái bước đường tu của chúng ta đó. Cho nên nếu mà quý vị thường tiếp xúc với cái ác thì cái nghĩ ác ta sanh ra, mà nghĩ ác chúng ta sanh ra thì chúng ta lại có những người bạn ác tới tìm chúng ta để rủ chúng ta đi làm chuyện ác. Còn bây giờ chúng ta nghĩ tới Phật không á thì sao? Nên một số các Phật tử mà tới thưa với thầy, hồi trước á thì làm chuyện này chuyện kia chuyện nọ, thì cái số mà bạn bè cùng làm nữa, quen biết đó, thì họ thường tới, họ chơi, rồi họ rủ làm chuyện này chuyện kia. Bây giờ tới đó là thấy anh này đó cứ mặc áo tràng lên rồi lại Phật tụng kinh, thì mấy người bạn kia nói thôi giờ nó tu rồi, thôi giờ nó tu rồi, để cho nó tu đi, phải không? Mình đi chỗ khác. Cho nên những cái xấu, cái ác đó, nó tránh mình đi chứ, tại nó nghĩ mình tu đi. Cái này là do mình cải tạo. Còn nếu mình tiếp tục đi vào con đường này đó, thì bạn ác thường thường tới với chúng ta, mà ta gọi là ác ma tới. Thì chúng ta đi vào đường này thì chắc chắn tới cuối cùng ta chết rồi, ta sanh vào chỗ ác. Cho nên thường tâm chúng ta nghĩ cái gì thì lúc bây giờ chúng ta sẽ có một cái người bạn như thế tương ưng tới chúng ta. Cho nên lúc bây giờ đó, tâm chúng ta nghĩ tới một cái lừa dối, phải không? Thì lúc bây giờ chúng ta sẽ có một người bạn lừa dối tới với ta trước. Cho nên người bạn này tới với ta đó, họ là người lừa dối. Cho nên khi họ tới với chúng ta đó, thì đầu tiên đó, ta chưa lừa dối được họ, nhưng mà họ gạt chúng ta trước rồi. Thành ra nhiều người rơi vào trong tình trạng này. Cho nên các đại hữu nghiệm lại rồi sẽ thấy này. Cho nên khi ta có ý niệm ta lừa dối thì cái trường hợp sẽ có ma tới chúng ta. Mà những cái người xấu này đã tới để xúi chúng ta, rủ chúng ta làm những chuyện nọ, để tới cuối cùng mà chúng ta rơi vào trong cái cảnh khổ. Cho nên lúc bây giờ đó, tâm chúng ta nghĩ tới Phật, tâm chúng ta nghĩ tới Bồ Tát, tâm chúng ta nghĩ tới vấn đề tu hành thì sao? Sẽ có những người bạn tu hành tới với ta, sẽ có các vị Bồ Tát tới với ta, và sẽ có Đức Phật gia bị tới cho ta. Cho nên khi chúng ta ngồi yên, chúng ta tụng kinh, chúng ta tu hành, thì lúc bây giờ mặc dầu bằng mắt chúng ta không thấy, nhưng mà bằng tâm thì chúng ta cảm được có Phật, có hộ pháp, có chư thiên che chở cho chúng ta. Cho nên ta yên tâm chúng ta tu hành. Cho nên trên bước đường tu đó, thầy có thể nghiệm thầy. Vì vậy đó mà cải tạo cái cảm thọ chúng ta đó, nó hướng về Phật pháp mà nó xa lần ác ma đi. Cho nên ta vẫn còn sống ở đây, nhưng mà ác ma không tới với chúng ta được. Tại vì họ nghĩ tới với chúng ta thì họ không có thể chi phối chúng ta được, cho nên họ mới tìm cách họ đi chỗ khác, họ để chúng ta yên. Mà
các vị Bồ Tát họ thấy chúng ta nỗ lực tu hành, cho nên họ thường gia hộ tới cho ta. Họ thường gia hộ tới cho ta, cho nên họ khiến những cái người bạn tốt tới và giúp đỡ chúng ta trên bước đường tu hành. Cho nên kinh nghiệm tu đó, thầy thấy cái này rất rõ. Cho nên đây là chúng ta bắt đầu cải tạo cái cảm thọ. Rồi đó, tới cái gì? Tại thọ cảm này đó đổi được đó, thì ở trong cái hành quẩn, tức là ở trong cái động cơ nội tâm chúng ta đó, nó cũng thay đổi. Ta nghe hồi trước đó, mình có một cái động cơ là muốn làm giàu, muốn lừa gạt người khác, muốn thế này muốn thế kia. Nhưng mà bây giờ cái động cơ của nội tâm mình thay đổi rồi. Cái động cơ nội tâm mình đó là mình tu hành, chứ mình không muốn mấy kia nữa. Thì khi mà động cơ ở bên này tu hành đó, thì nó đã chuyển cái động cơ này đó, nó đi về Phật. Nó chuyển về Phật, cho nên chúng ta bắt đầu đã thường tiếp cận với thế giới Phật. Cho nên cái động cơ của tâm chúng ta đó, nó hướng về Phật. Mà hướng về Phật á, thì Phật hướng về ta, gia bị ta. Cho nên hướng về Bồ Tát thì Bồ Tát gia bị tới ta. Cho nên á, có người thì tới thưa với thầy đó, cái Bồ Tát Quan Âm bằng đá bên này nè, linh lắm không? Đấy, linh. Nhưng mà có người nghe nó linh rồi tới cầu mà không linh nữa. Thì tại sao vậy? Cái người này đó, họ tuyệt vọng, họ nghĩ là chết. Cho nên họ tới họ lại Phật, họ cầu nguyện với tất cả tâm lòng của họ. Cho nên tất cả tâm lòng của họ, do đó mà Bồ Tát nó ứng hiện ra và cứu họ. Đây có chứ. Còn lúc bây giờ đó, chúng ta nghe nói cái chỗ này linh, thì chúng ta tới ta cầu nguyện, ta xin cái này xin cái kia, phải không? Thì cái này là gì? Tức là phát xuất từ lòng tham của chúng ta, chứ không phải kính trọng Đức Phật thiệt, không phải tu hành thiệt. Cho nên lúc bây giờ nữa, Bồ Tát không gia bị tới ông ta được. Cho nên nếu cái động cơ ở trong lòng chúng ta đó, động cơ trong lòng nó nghĩ về cái nào nữa thì nó sẽ tiếp cận vô cho nó. Cho nên cái động cơ này nó mới nghĩ về Phật. Nghĩ về Phật đó, thì chúng ta tiếp cận được với Phật. Vì vậy đó mà nghĩ về Phật lâu đó, thì bây giờ chúng ta mới phát hiện ra được cái gì? Đức Phật cái sanh thân, ngoài cái sanh thân này nữa, Đức Phật còn có hơn mọi người khác đó là báo thân. Cho nên mới thấy được cái báo thân của Đức Phật. Nghĩ về báo thân của Đức Phật, đây quan trọng. Mà báo thân là gì? Tức là phước đức và trí tuệ thân. Ta nói phước đức và trí tuệ thân, cái trí tuệ kia nó phát xuất từ cái sanh thân này. Cái phước đức kia nó cũng phát xuất từ thân này. Đời trước chúng ta tạo nên phước, cho nên sanh lại trong đời này nữa, chúng ta có một cái ngoại hình dễ coi, có một sức khỏe tốt và có một cái đầu óc thông minh. Cái trí tuệ kia đầu tư vô trong cái thân này, cái phước đức kia đầu tư vô trong thân này. Cho nên lúc bây giờ nhìn thấy cái người mà chúng ta thấy được nghiệp tướng và phước tướng. Cho nên các đại hữu cứ suy nghĩ rồi thấy này. Nhìn thấy cái người cũng là con người, nhưng mà cái người này để chúng ta thấy họ có cái tướng làm quan, cái người này có cái tướng làm vua, phải không? Đấy. Mà phải thấy được cái này. Cho nên ngày xưa sư Vạn Hạnh với sư Khánh Vân là anh em ruột. Hai sư này là anh em ruột. Nhưng mà Lý Khánh Vân thì lượm được ông Lý Công Quẩn, phải không? Lượm được đứa con rơi, ông đem về đó, ông nuôi, ông lấy họ của ông là Lý Công Quẩn. Ông Lý Công Quẩn không biết là con ai, không biết họ gì. Nhưng mà vì ông Lý Khánh Vân nuôi cho nên lấy cái tên là Lý Công Quẩn. Nhưng mà ông Lý Khánh Vân á, thì ông không thấy được cái phước tướng ở bên trong của ông Lý Công Quẩn. Ta nên đem về đó cạo đầu bỏ ông chùa tu thôi. Nhưng mà ông Lý Công Quẩn này khi bắt đầu tuổi lớn lên lần nữa thì lại phá phách dữ lắm. Cho nên Lý Công Quẩn là cái người mà phá phách ta chịu không nổi. Cho nên ông Lý Công Quẩn làm cái ông cha nuôi của mình là ông Lý Khánh Vân đó thất điên bác đảo. Biểu ông đem chè sôi lên cúng ông thổ địa.
ông đem lên ông nói ông thổ địa bằng đất mà ăn cái gì được, thôi ông ăn hết đi phải không? Đây các Phật tử nghiệm xem, ông đạo mà như vậy thì chịu không nữa. Tên bị ông đi tụng kinh ông không làm, ông lo ông chạy ra ngoài sớm ông chơi với mấy đứa trẻ. Cho nên Lý Khánh Vân bắt đánh đòn thì đánh, nhưng mà cứ đi chơi là đi, biểu tu cũng được. Thì bây giờ đó ông Lý Vạn Hạnh, tức là sư Vạn Hạnh ấy, tới thăm, thì ông Vạn Hạnh mới nhìn thấy ông Lý Công Quẩn có cái tướng làm vua. Đây chúng ta thấy này, ông Lý Công Quẩn là có cái tướng làm vua, cái phước tướng của ông là sẽ làm vua. Cho nên ông Lý Khánh Vân nói: tôi có ông đạo mà không dạy được. Thì bây giờ ông Vạn Hạnh mới nói: thôi huynh dạy không được, thôi để tôi dạy giùm cho. Thì ông Vạn Hạnh mới dắt ông này đem về chùa nữa. Dắt về chùa nữa, thì cái trường hợp này ông Vạn Hạnh không có bắt ông Lý Công Quẩn lên tụng kinh công phu như mấy ông đạo khác nữa, phải không? Nhưng mà lúc bây giờ nữa, ông Vạn Hạnh mới dạy cho ông Lý Công Quẩn cái cách làm vua. Thế nên dạy cho ông Quẩn cái cách làm tướng. Cho nên khi mà dạy làm vua, dạy làm tướng á, thì ông này say mê trong vấn đề học. Cho nên dạy ông luyện võ thì ông trở thành là một võ sư, võ sĩ. Cho nên dạy ông kinh sách thì ông hiểu về cái vấn đề trị nước, trị dân cách rõ ràng. Tứ thư ngũ kinh ông này rất giỏi. Cho nên dạy mà dạy đúng thì cái trường hợp nó đến được. Tại nó là cái mạng làm vua mà dạy nó làm thầy tu thì làm sao nó làm được. Thế nên người nào có cái mạng làm thầy tu thì dạy làm thầy tu. Cho nên thầy có cái mạng làm thầy tu thì đưa vô thầy tu là đúng rồi. Chứ nó làm vua sao làm. Cho nên ông Lý Công Quẩn là cái mạng làm vua. Cho nên lúc bây giờ đó, sư Vạn Hạnh đầu tư vô cho ông này để ông này sau này làm vua làm tướng. Vì vậy đó mà ta nhìn kỹ ta thấy cái phước tướng hay là cái nghiệp tướng đấy. Ta bắt đầu mới thấy bên trong chứ. Thì A Tư Đà mới thấy được cái phước tướng của Thái tử Sĩ Đạt Ta bên trong. Còn mọi người đó thì không thấy, cứ nói ông Thái tử Sĩ Đạt Ta là một cái người trẻ thôi. Nhưng mà ông A Tư Đà nói cái ông này sau này lớn lên nếu làm vua thì cai trị hết cả thiên hạ, chuyển luân thánh vương. Mà nếu đi tu đó là làm Phật đấy. Cho nên bắt đầu thấy được cái ông Phật bên trong ông Thái tử đấy. Thấy được ác ma nằm bên trong ông Đề Bà Đạt Đa. Cho nên Đề Bà Đạt Đa có đi tu cũng trở thành ác ma. Ta nên Thái tử Sĩ Đạt Ta đi tu làm Phật là vì bên trong có ông Phật, cái phước tướng bên trong đầy đủ, cái trí tuệ đầy đủ, cái phước đức đầy đủ. Còn ông Đề Bà Đạt Đa thì trí tuệ cũng đầy đủ nhưng mà phước đức không có, ác tâm dữ. Cho nên nên nhìn kỹ, nhìn người Đức Phật dạy chúng ta nên nhìn vào bên trong. Ta nên nhìn vào bên trong con người đó để thấy cái phước đức của họ. Ta đã thấy cái phước đức của họ. Cho nên nghe chỗ này nè, ta bảo là nhìn thấy Đức Phật á, là thấy được cái thế giới thật báo của Lô Sa Na. Thật báo Lô Sa Na tức là thấy được cái phước đức và trí tuệ của cái người đó. Mà cái phước đức của người đó tới chỗ nào đó thì chỗ đó sẽ hiện thành ra những cái điều tốt lành. Cho nên Đức Phật nói là cái chỗ nào mà có người trì kinh Pháp Hoa tới đó thì cái chỗ đó cách 500 do tuần được an ổn. Đây, tức là cái thế giới thật báo là như thế. Thì như vậy đó, cái thế giới thật báo tức là cái phước đức và trí tuệ đó, thì cái này nó trong vô hình. Cho nên chúng ta không thấy được và không ai có thể lấy của chúng ta được hết. Vì vậy đó, mà Ngài Phổ Hiền mới dạy chúng ta đó, những cái gì khi chết mang theo được đó, thì ta nên theo đó tu hành. Còn những cái gì của trần gian, bỏ lại trần gian thì thôi chúng ta không quan tâm. Đấy, cái người tu theo Pháp Hoa là như thế. Đấy. Tức là cái phước đức của chúng ta và cái trí tuệ chúng ta tu được đó,
thì cái này không ai lấy ra được hết. Tại vì Đức Phật nói ta tới chỗ nào thì chỗ đó hiện ra. Ví dụ như bây giờ chư thiên là có cái phước báo của chư thiên, hãy chư thiên tới chỗ nào thì lầu cát hiện ra, phải không? Tức lầu cát sẽ hiện ra. Thành ra thế giới của chư thiên họ cứ tới chỗ đó thì chỗ đó tự nhiên cái phước báo, do phước báo mà tạo thành ra thế giới, do phước báo mà tạo thành ra lầu cát. Cho nên Đức Phật A-di-đà tạo thành thế giới cực lạc ở Tây Phương. Thế giới cực lạc này là cũng do công đức mà sanh ra, gọi là thành tựu như thị công đức trang nghiêm, tức là do công đức mà sanh ra. Cho nên Đức Phật A-di-đà ở bên Tây Phương cực lạc thì đó trở thành thế giới cực lạc. Mà Đức Phật A-di-đà đi về thế giới Ta Bà này ở nữa, thì thế giới Ta Bà này cũng liền biến thành cực lạc. Cho nên cái phước đức nó quyết định. Vì vậy đó mà nhìn Đức Phật Thích Ca, chúng ta thấy được cái phước đức của Ngài, thấy được cái phước đức của Ngài, cho nên thấy được cái thế giới của Ngài. Vì vậy mà ra trong Kinh Duy Ma đó, Ngài Xá Lợi Phất đó, cái khi nghe Đức Phật giảng về Kinh A-di-đà đó, Đức Phật A-di-đà đó, nói Ngài liền nghĩ ra một cái, à, tại sao Đức Phật A-di-đà lại có cái phước lớn như vậy, còn chẳng lẽ Đức Phật Thích Ca không có phước sao? Đức Phật Thích Ca tu như vậy mà chẳng lẽ không có phước sao? Thì lúc bây giờ đó, Đức Phật lấy chân ấn đất một cái thì Ngài Xá Lợi Phất liền thấy thế giới thật báo hiện ra. Thành ra đây trên cái bước đường tu đó quý vị thấy, tức là thế giới thật báo hiện ra, là thế giới thật của Đức Phật Thích Ca đã hiện ra. Cho nên từ cái chỗ đó mà ta tu theo Kinh Pháp Hoa này đó, ta nghĩ Đức Phật sanh trên cuộc đời này thì thế giới tốt lành theo Đức Phật sanh trên cuộc đời này, mà Đức Phật biến đi chỗ khác đó thì cái thế giới tốt lành này cũng đi tới chỗ khác, đi tới cái chỗ Đức Phật đó. Cho nên từ đó mà chúng ta mới nghiệm ra nữa, ta nghĩ rằng Đức Phật hằng hữu. Cho nên ta nghĩ Đức Phật bây giờ Ngài đi đâu, Ngài ở đâu, vì vậy mà ta hướng tâm về, ta hướng tâm về chỗ đó thì ta liền thấy. Cho nên Ngài Trí Giả Đại Sư, cái khi mà Ngài tụng Kinh Pháp Hoa rồi đó, Ngài cảm cái thân phận của mình mà Ngài buồn, Ngài nghĩ là bây giờ không biết Đức Phật ở đâu, phải không? Cho nên từ cái chỗ đó mà Ngài đọc tới cái phẩm phân biệt công đức này đó, Ngài thấy thế giới thật báo hiện ra. Ngài thấy cái thế giới thật báo hiện ra, thấy được Đức Phật Thích Ca đang thuyết pháp và tất cả các vị Bồ Tát Thinh Văn đang ngồi chung quanh nghe như khi Đức Phật còn tại thế. Cho nên cái chỗ này đã bảo là thấy được thế giới thật báo của Lô Xá Na là. Thế nên chúng ta sanh cách Đức Phật xa, Ngài Trí Giả Đại Sư sanh cách Đức Phật tới 1000 năm, nhưng mà khi tụng tới cái phẩm thứ 17, tức là phẩm phân biệt công đức, thì Ngài lại thấy cái thế giới thật báo của Đức Phật hiện ra. Thế nên ta sanh cách Đức Phật 2600 năm, nhưng mà nếu tâm chúng ta thanh tịnh, chúng ta hướng về Đức Phật 100% đó, thì thế giới thật báo cũng hiện ra đối với ta. Đây là trên bước đường tu. Cho nên cái này đã bảo là công đức lớn nhất. Thì khi mà Ngài Trí Giả đó thấy được thế giới thật báo của Đức Phật Thích Ca hiện ra, và lúc bây giờ đó Ngài mới thấy được, Ngài ngồi ở trong cái pháp hội đó để mà nghe Đức Phật thuyết pháp, tức là tham dự vào trong cái thế giới thật báo đó, xong rồi đó Ngài trở lại cái thế giới này của mình đó. Tức là cũng con người đó mà khi thiếp đi hay là khi vào thiền định thì vào trong thế giới thật báo, rồi từ trong đó trở ra thế giới thường, tức là thức dậy hay là xả định, thì Ngài trở thành con người mà cực kỳ thông minh. Cho nên Ngài trở thành con người cực kỳ thông minh. Cho nên từ thế giới thật báo hiện ra, do đó mà Huệ Tư Đại Thiền Sư, tức là thầy của Ngài đó, mới nói bây giờ đó ông giỏi hơn tôi rồi. Thành ra bây giờ ông giỏi hơn tôi rồi, phải không? Thành ra tôi mới chứng được có cái Triền Đà La Ni thôi. Thành ra Triền Đà La Ni là gì? Tức là Đức Phật luôn luôn ở trước mặt tôi. Đây mới giai đoạn đầu.
Nhưng mà ông ấy lại đi vào trong thế giới Phật, ông trở về, ông hơn tôi một bước, phải không? Các Phật tử nghiệm cái này xem. Ta nói người tu mới chứng được cái triền Đà La Ni đó, là ta nhìn đâu ta không thấy Phật hết. Ta nhìn đâu ta không thấy Phật, ta nhìn trời ta thấy Phật, ta nhìn đất ta không thấy Phật, mà ta nhìn cỏ cây ta không thấy Phật, nhìn đâu không thấy Phật hết. Cho nên Phật luôn luôn ở trước mặt chúng ta. Rồi đó, pháp của Đức Phật cũng luôn luôn ở trước mặt chúng ta, phải không? Cho nên Phật pháp mà ở trước mặt chúng ta thì ta nhìn ở đâu ta không thấy người tốt hết, ta thấy hiền thánh. Cho nên trên bước đường tu, thầy nghiệm cái này thầy thấy rất rõ. Tại vì ta thấy Phật, thấy pháp, cho nên ta nhìn người đó, ta thấy ai cũng là hiền thánh hết, tức là ai cũng là tốt hết. Mà khi ta thấy được cái tốt của người đó, thì chắc chắn người sẽ nghĩ tốt về ta thôi. Đây là trên bước đường tu. Còn các đạo hữu đó, là thường thấy cái xấu của người khác và nghĩ cái xấu người khác, cho nên lúc bây giờ đó họ không thể gần chúng ta được. Đây là kinh nghiệm tu của thầy đó. Ta nên luôn luôn thấy Phật, thấy pháp, thấy Bồ Tát, thì lúc bây giờ ở trong chúng hội đó, ai cũng là Bồ Tát, ai cũng là pháp lữ đồng hành. Cho nên cái mối quan hệ tốt giữa ta với mọi người thì làm cho người phát tâm, và họ sẽ được các vị Bồ Tát đồng hành gia vị tới ở trên đó. Cho nên cái chỗ này đã bảo là thấy được thế giới thật báo của Lô Sanh. Nhưng mà trước khi thấy Phật thế giới thật báo này thì các đại hữu có cái gì trước? Tức là được cái triền Đà La Ni trước, phải không? Triền Đà La Ni đó, tức là lúc nào ta cũng thấy thấy Phật ở trước mặt. Cho nên lúc nào ta cũng thấy pháp, và lúc nào ta cũng thấy hiền thánh. Cho nên bất cứ ai ta nghĩ tốt hết đó. Rồi kế đó nó chúng ta nghe được pháp âm phương tiện Đà La Ni. Ta đã thấy là như thế, nhưng bây giờ nghe đó nó cũng như thế. Ta nên nghe, ta ngồi như thế yên lặng, nhưng mà ta nghe tiếng tụng kinh, ta nghe tiếng thuyết pháp. Cho nên lúc bây giờ đó, Kinh Hoa Nghiêm mới bảo là gió thổi, ta nghe tiếng gió, chúng ta cũng nghe được pháp. Ta nên tất cả thông reo, chúng ta nghe được pháp. Cho nên ở trong Kinh Dược Sư đó, khi mà Đức Phật ngồi ở dưới cái rừng thông, thì lúc bây giờ đó nghe tiếng thông reo, nhưng mà mọi người đó nghe như là nhạc trời. Đây là trên bước đường tu. Cho nên cái lỗ tai chúng ta nó nghe được pháp âm phương tiện của Đức Phật. Mà khi nghe được pháp âm phương tiện đó thì sao? Sanh ra được 1200 công đức của nhĩ căn. Cho nên lúc bây giờ cái lỗ tai thường này đó, nhưng mà tất cả những cái gì xấu ác đó, nó không chung vô được. Nó có cái màng lọc đặc biệt, nó không chung vô. Tại nên ai nói cái gì mà trái đạo lý nó không vô. Nhưng mà ai nói phải, nói tốt đó, thì nó vô. Cho nên ta quan hệ với mọi người, ta quan hệ được cái mặt tốt mà ta không quan hệ mặt xấu. Ở trên đời này ai cũng tốt mà ai cũng xấu. Cho nên nếu biết đó, thì ta quan hệ được cái mặt tốt thì họ trở thành bạn tốt. Mà ta dạy khờ quan hệ với mặt xấu của họ thì họ trở thành người bạn xấu. Cho nên chúng ta thấy có những người hôm nay tốt nhưng mà mai họ xấu đi, phải không? Nó tại sao vậy? Là tại vì ta quan hệ với họ cái mặt tốt. Cho nên khi tụng kinh pháp qua rồi nữa, được cái pháp âm phương tiện Đà La Ni nữa, là lỗ tai chúng ta luôn luôn nghe pháp. Triền Đà La Ni, pháp âm phương tiện Đà La Ni, ta phải có hai cái này trước. Cho nên lúc bây giờ đôi mắt này chúng ta có 800 công đức nhãn, lỗ tai chúng ta có 1200 công đức của nhĩ căn. Do đó mà cái thấy của chúng ta, cái nghe của chúng ta luôn luôn là tốt. Cho nên từ đây làm cho tâm chúng ta bên trong này thanh tịnh lần. Mà khi thanh tịnh lần thì chúng ta mới đi vào được trong cái thế giới thật báo của Đức Lô Sa Na. Nếu mà tới được đây thì cái công đức lớn vô cùng vô tận, không có cái nào sánh bằng. Cho nên tới cái phẩm thường bất khinh thứ 20 nữa, thì bây giờ Đức Phật mới nói ta cũng như thế. Cho nên ngày xưa trên bước đường tu của ta hành Bồ Tát Đạo, tới chùa nào cũng bị đánh, bị chửi, bị đuổi đi, phải không? Khổ sở vô cùng. Nhưng mà quyết tâm tu nữa thì
tuần tự chứng được triền Đà La Ni, được pháp âm phương tiện Đà La Ni, làm cho tâm chúng ta thanh tịnh. Và lúc bây giờ đó, ta nghe được tới 200 muôn ức bài kệ của Phật Quan Âm Vương thời trước Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Thì lúc bây giờ đó, tự nhiên tâm hoàn toàn thanh tịnh và sáng suốt, thì tất cả những người đánh chửi chúng ta ngày xưa đó, lúc bây giờ trở thành thân thiện, trở thành người tốt và bạn tốt. Và những người đó đi theo chúng ta mà tu hành từ cái thời đó cho tới cái khi mà ta sanh trên cuộc đời này, ta làm Phật đó, thì những người đó cũng là bạn tốt của ta. Họ đó là ai? Cho nên Đức Phật đó là 500 ông Bồ Tát mà hết lòng với ta đây đó, đứng đầu là ông Bạc Đà Bà La Bồ Tát. Bạc Đà Bà La Bồ Tát là những cái ông này ngày xưa trong những kiếp xa xưa thường hay đánh chửi chúng ta nhất đây. Cho nên ông Cấp Cô Độc đó, ngày xưa đó cũng thường hay ném đá ta, nhưng mà bây giờ đó là đem vàng ra lót ở trên đất của vườn Thượng Uyển để mà mua đất cúng dường xây tịnh xá cho ta đó. Đây, trên bước đường tu, ta nên biến những người bạn ác, bạn xấu trở thành ra người tốt nếu mà chúng ta tu đúng. Đấy. Cho nên cái đây Đức Phật nói là kinh nghiệm ta tu những cái kiếp xa xưa về trước đó. Thì ngày nay đó, ta mới dạy lại các ông nên theo đó tu hành, rồi chắc chắn cũng sẽ được như vậy. Ta nên phải được truyền Đà La Ni, được pháp âm phương tiện. Nhưng mà khi được truyền Đà La Ni, được pháp âm phương tiện, thì lúc bây giờ đó sẽ thấy được Phật quá khứ, thấy được Phật quá khứ, thấy được Đức Phật Lô Xá Na, hay là trường hợp thấy được Đức Phật Quan Âm Vương chẳng hạn. Ta nên Đức Phật Thích Ca thì Ngài nói Ngài thấy được Phật Quan Âm Vương. Ta nên thấy được Phật Quan Âm Vương thì lúc bây giờ đó Ngài mới trở thành ra Bồ Tát thực sự. Ngài Trí Giả Đại Sư đó, thấy được thế giới thật báo của Lô Xá Na nữa, thì Ngài trở thành biện tài vô ngại. Biện tài vô ngại gọi là nhào thuyết biện tài. Cho nên suốt 3 tháng mà Ngài giảng có một chữ diệu của diệu pháp liên hoa chưa hết nghĩa. Cho nên suốt 3 tháng, Ngài giảng suốt 8 năm mà mới có 5 chữ diệu pháp liên hoa kinh thôi. Cho nên Ngài giảng mà cho đến vua còn phải bãi triều để đi nghe pháp. Cái sức thuyết phục của Ngài gọi là vô ngại biện tài, tức là Ngài Trí Giả Đại Sư. Đó là một cái điều quan trọng. Cho nên tùy dạng đế, cái khi mà lên ngôi vua rồi đó, thì nghe cái danh của Ngài đó, tìm tới để mà xin quy y và thọ Bồ Tát giới. Thì khi mà quy y thọ Bồ Tát giới trong cái giai đoạn đầu á, là Thầy thấy ông Tỳ Dạng Đế đó phát tâm rất tốt. Cho nên Tỳ Dạng Đế mới có một cái ý nghĩ là cho xây chùa bên đất Giao Châu, tức là Việt Nam chúng ta đó. Đấy. Cho xây chùa bên Việt Nam ta. Nhưng mà trong lúc đó đó, thì Ngài Đàm Thiên mới nói với Tỳ Dạng Đế, nói sao? Phật giáo trước khi truyền vào Trung Quốc thì đã tới Việt Nam chúng ta rồi. Cho nên cái khi Trung Quốc chưa biết tới Phật giáo thì ở bên Việt Nam chúng ta đã có tới mấy chục ngôi chùa rồi, phải không? Cho nên người Việt Nam đầu tiên là Khương Tăng Hội mà mang Phật Pháp sang ở Nam Kinh. Thì lúc bây giờ đó, vua Ngô Tôn Quyền, cho nên Ngô Tôn Quyền đó mới thấy được cái mầu nhiệm của Phật Pháp mà Ngài cho xây cái chùa, đặt cái tên là chùa Kiến Sơ. Có nghĩa là lần đầu tiên ta mới thấy được cái mầu nhiệm của Phật Pháp này. Cho nên ngôi chùa Kiến Sơ đó, tới bây giờ vẫn còn ở bên Nam Kinh. Ngôi chùa đó tức là 2000 năm rồi nhưng mà vẫn còn ở bên đó. Thì như vậy đó, cho nên Ngài mới dạy Tùy Dạng Đế trong vấn đề trị nước. Thì lúc đó cái nước Tàu nữa đời nhà Tùy rất tốt, nhưng mà cái khi Ngài Trí Giả Đại Sư viên tịch, tại vì Ngài mới có 58 tuổi thì Ngài mất rồi. Thế nên trước khi mất đó, Ngài viết một cái lá thơ gửi cho Tùy Vạn Đế. Ngài bảo đó, nếu mà ông xây được cái chùa Quốc Thanh
Thì lúc bây giờ đó, đất nước chúng ta mới thạnh lâu dài. Cho nên khi mà Ngài dạy như vậy rồi đó, thì Ngài viên tịch. Cho nên ông Tùy Vạn Đế mới đem quân lên mà xây được cái chùa, chùa Quốc Thanh, tức là ở trên núi Thiên Thai. Nhưng mà cái ý nghĩa sâu của Trí Giả Đại Sư dạy đó, ông Tùy Vạn Đế không hiểu. Ta mới xây cái ngôi chùa vật chất, đặt cái tên là chùa Quốc Thanh. Nhưng mà cái ý của Trí Giả Đại Sư đó là nói ông Tùy Vạn Đế muốn giữ nước đó, lâu dài thì ông phải có một cái đời sống tốt đẹp. Quốc Thanh tức là nước mình được trong sạch. Trong sạch là từ vua trong sạch, bá quan trong sạch, thì thần dân trong sạch. Thì như vậy đó mới là kế sách lâu dài. Nhưng mà ông xây cái chùa xong rồi đó, ông nghĩ rằng Trí Giả Đại Sư đó mất rồi, cho nên ông buồn. Tại nên ông buồn, khi ông bắt đầu ông buồn thì người ta mới đem ta cống cho ông tất cả những cái phẩm vật để cho ông vui, kể cả cung phi mỹ nữ đem tới cống cho ông vui. Thì trong lúc ông lo ông vui về ngũ dục, vui về ngũ dục thì đất nước sa sút và nhà Tùy sụp đổ. Cho nên Tùy Vạn Đế mới hưng nghiệp thì rất tốt, nhưng mà cuối đời nữa thì phải nói rất dở, là vì ông bắt đầu bê tha rồi. Đó là cái trường hợp mà chúng ta thấy đi vào được ở trong cái thế giới thật báo của Đức Phật, là đây là cái mục tiêu cao nhất mà cái phẩm phân biệt công đức Đức Phật mới dạy chúng ta. Nếu thấy như thế thì không cần xây chùa tháp cúng dường, mà chính người ấy đã đến đạo tràng, trong thân của họ có sẵn Đức Phật. Ông bảo trời người phải nên cúng dường như cúng chư Phật. Cho nên cái điều quan trọng nhất là trên bước đường tu, làm sao ta chứng được truyền Đà La Ni, ta nghe được pháp âm phương tiện Đà La Ni, và ta vào được thế giới thật báo của Đức Phật, thì chúng ta vẫn thấy Đức Phật đang hiện hữu. Mà thấy được như thế đó, thì trí tuệ chúng ta sanh và phước đức chúng ta sanh. Đó là cái điều quan trọng nhất của cái kinh Pháp Hoa và cái phẩm này. Thầy xin kết thúc ở đây.